Hậu trường đám cưới cực lầy của quán quân Lê Dương Bảo Lâm, không chỉ đến tham dự tiệc cưới, những người bạn nghệ sĩ thân thiết với Lê Dương Bảo Lâm còn mang đến nhiều trận cười nghiêng ngả cho người xem bởi mức độ lầy lội của họ. Kính tiếng trong chuyện tình cảm riêng tư, Lê Dương Bảo Lâm được người hâm mộ biết đến nhiều hơn cả bởi những sản phẩm nghệ thuật sau khi bước ra từ cuộc thi Cười Xuyên Việt 2015. Sáng ngày 16 tháng 4, nam diễn viên bất ngờ khiến công chúng ngỡ ngàng khi tổ chức đám cưới tại quê nhà cùng với cô dâu xinh đẹp. Được biết, bà xã của quán quân Cười Xuyên Việt 2015 tên Quỳnh Anh là người cùng quê và có thời gian dài tìm hiểu trước khi dọn về nhà chung cùng với danh hài nổi tiếng. Dù là diễn viên nổi tiếng, nhưng Lê Dương Bảo Lâm có lối sống khá giản dị. Vì thế, thay vì làm đám cưới rình rang tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi anh lập nghiệp, Lê Dương Bảo Lâm làm rể rước dâu và đại khách thức ấm cúng tại quê nhà Long Thành, Đồng Nai. Bất ngờ tổ chức đám cưới, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm ngập tràn hạnh phúc khi các đồng nghiệp không ngại lặn lội đường xa về tận Long Thành, Đồng Nai để chúc mừng anh. Lễ kết hôn ở vùng quê đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi dàn nghệ sĩ khủng quậy tưng bừng, nhảy hát để mừng đồng nghiệp của mình. Cũng vào dịp cuối tuần, các nghệ sĩ đồng nghiệp của nam diễn viên như nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân, Huỳnh Lập, Lê Giang, Nam Thư, Khải Như, Bu Ca, Nguyễn Anh Tú, Kiều Minh Tuấn. Dàn diễn viên sân khấu kịch Tí Lia như Vi Vân, Quỳnh Lý, Trà Ngọc không ngại đường xá xa xôi về chúc mừng ngày trọng đại của Lê Dương Bảo Lâm. Diễn viên Lê Giang và nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân, diễn viên Hà Trí Quang và Lê Giang. Hiếm có cơ hội họp mặt đông đủ, các nghệ sĩ đã có những giây phút quậy banh đám cưới thu hút sự chú ý của đông đảo bà con hàng xóm tại vùng quê này. Sau nghi thức làm lễ, Huỳnh Lập, Lê Giang, Nam Thư, Nguyễn Anh Tú và Quỳnh Lý đã lên sân khấu thay nhau hát chúc mừng cho nam diễn viên. Đặc biệt Lê Giang khiến khách mời bất ngờ khi cầm cả nắm xoan nồi lên sân khấu gõ để chúc mừng. Trong khi đó, Huỳnh Lập, Nguyễn Anh Tú và Quỳnh Lý trổ tài nhảy múa, khiến không khí buổi hôn lễ ngập tràn tiếng cười. Ngoài ra, Huỳnh Lập còn pha trò hài hước, tạo tiếng cười góp phần làm không khí bữa tiệc thêm phần sôi động. Võ Minh Lâm hài hước tái hiện lại hình ảnh cô dâu chú rể bên bạn thân Lê Dương Bảo Lâm, khiến nhiều người thích thú. Về phần mình, chú rể Lê Dương Bảo Lâm cũng trổ tài ca hát vui nhộn. Kết hợp cùng Võ Minh Lâm, Lê Dương Bảo Lâm ra sức chọc ghẹo đàn chị Lê Giang, khiến khán giả cười không ngớt. Chia sẻ cảm xúc của mình, Huỳnh Lập cho biết, đối với một người nghệ sĩ, đôi khi chuyện đời sống riêng tư lại gặp nhiều trắc trở bởi rào cản của sự nghiệp. Anh Lê Dương Bảo Lâm biết cân đối giữa hạnh phúc riêng, sự nghiệp và có một đám cưới ấm cúng như thế này đã khiến những người đồng nghiệp như chúng tôi hết sức ngưỡng mộ. Chúc anh luôn hạnh phúc, thăng tiến hơn trong sự nghiệp khi có hậu phương vững chắc luôn đứng sau hỗ trợ. Lê Dương Bảo Lâm sinh năm 1989 tại Long Thành, Đồng Nai. Anh vất vả nuôi sống bản thân để theo nghề diễn trước khi nổi tiếng. Từ khi bước ra từ cuộc thi Cười Xuyên Việt với ngôi vị quán quân, cuộc đời Lê Dương Bảo Lâm dường như thay đổi hoàn toàn. Anh được mọi người biết đến nhiều hơn, có nhiều cơ hội làm nghề và nhất là cải thiện thu nhập để lo cho gia đình ổn hơn. Harry Lu lần đầu lộ diện gương mặt sau tai nạn giao thông nghiêm trọng. Các fan mừng rỡ khi diện kiến dung nhan của Harry Lu sau gần 2 tháng nam diễn viên ở ẩn để điều trị. Hiện tại, tình hình sức khỏe của Harry Lu đã ổn định, anh bình phục hẳn và đã được đưa về nhà. Bạn trai tin đồn của Miu vẫn đang ở Đài Loan, chứ chưa về nước để trở lại công việc. Sau khi ra viện, nam diễn viên thường xuất hiện với khẩu trang và che chắn kín mít khi ra đường. Trong loạt ảnh mới chia sẻ, Harry Lu đi đứng và ra đường bình thường, đồng thời anh cũng để lộ gương mặt của mình sau tai nạn. Harry Lu úp ảnh đeo kính râm khi đi biển. Gần 2 tháng từ ngày xảy ra tai nạn, fan ở Việt Nam không khỏi mong chờ ngày Harry Lu bình phục. Sau nhiều ngày giấu gương mặt, cuối cùng Harry Lu cũng đã khiến fan thở phào nhẹ nhõm khi xuất hiện trở lại, với hình ảnh tươi tắn và vẫn điển trai. Trên trang cá nhân, Harry Lu tiếp tục đăng tải ảnh chụp cùng Miu kèm dòng chia sẻ, nhớ ghê, khiến các fan bấn loạn. Trước đó vào ngày 25 tháng 2, Harry Lu gặp tai nạn giao thông khiến anh bị gãy xương mũi, xương mặt sưng và lệch vị trí. Nam diễn viên bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy. Sức khỏe của nam diễn viên đã ổn định, nhưng gia đình vẫn muốn mang anh sang Đài Loan để điều trị. Sau 60 tiếng trong phòng mổ, Harry Lu đã hồi phục và ăn uống bình thường trở lại. Mong ước cuối đời trước khi nhắm mắt của nghệ sĩ ưu tú Duy Thanh. Cuộc đời của nghệ sĩ Duy Thanh phải trải qua hai đời vợ. Nhiều năm chiến đấu với căn bệnh ung thư khiến nhiều người không khỏi đau xót. Chị Hồng Anh, con gái nghệ sĩ ưu tú Duy Thanh cho biết, ông ra đi vào 19 giờ 38 phút.
Chị ở bên cạnh bố lúc ông qua đời, hiện gia đình chưa quyết định ngày tổ chức tang lễ. Người thân nam diễn viên dự định hỏa táng ông theo tâm nguyện lúc nghệ sĩ còn sống. Nghệ sĩ Duy Thanh qua đời để lại nhiều nuối tiếc cho khán giả màn ảnh Việt. Nghệ sĩ Duy Thanh từng trải qua một lần đổ vỡ. Trước khi mất, ông sống cùng người vợ thứ hai và hai người con riêng của bà ở Long Biên, Hà Nội. Kể từ khi mắc bệnh ung thư, nghệ sĩ Duy Thanh trải qua 25 lần điều trị hóa chất, ông sụt hơn 20 kg. Sau 4 năm chiến đấu với bệnh ung thư phổi, ông phát hiện mắc thêm ung thư thực quản. Khi điều trị, ông không ăn uống được bình thường mà phải qua ống xông. Ông tâm sự trường hợp mắc hai bệnh ung thư một lúc như ông khá hiếm gặp nên ông gặp nhiều khó khăn trong việc điều trị. Nghệ sĩ Duy Thanh bày tỏ mong muốn sau khi mất được hiến xác cho khoa học. Tuy nhiên, các bác sĩ bảo khó vì cơ thể ông không còn lành lặn, chỉ còn một bên phổi. Trong trường hợp không được hiến xác, tôi muốn được hỏa thiêu. Về tro cốt, tôi mong gia đình mang tới cột mốc biên giới số 92, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt và rắc xuống đó, ông tâm sự với truyền thông. Nỗi niềm duy nhất khiến nghệ sĩ Duy Thanh canh cánh trong những ngày cuối đời là hạnh phúc của con gái. Sau hai cuộc hôn nhân, ông chỉ có một người con gái tên Hồng Anh. Chị sinh năm 1982, là con chung của nghệ sĩ Duy Thanh với người vợ đầu. Hồng Anh đã lập gia đình và làm mẹ của một em bé 3 tuổi rưỡi. Trong những ngày nghệ sĩ Duy Thanh ốm nặng, con gái ông nhờ một người điều dưỡng đến trông bố 24/24, nhưng vẫn thường xuyên vào viện chăm ông 2-3 lần mỗi ngày. Nghệ sĩ Duy Thanh chia sẻ, ông không có điều gì phải hối tiếc vì chưa làm cho con gái. Dù vậy, ông vẫn không thể thôi nghĩ về Hồng Anh và coi cô là chỗ dựa tinh thần lớn nhất lúc này. Không có lúc nào mà tôi không nghĩ đến con gái, tôi chỉ mong sao con có được cuộc sống tốt đẹp. Nghệ sĩ Duy Thanh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình phía Bắc. Ông nổi tiếng với những vai phản diện nhiều mưu mô. Ngoài Đức và Người, nghệ sĩ còn ghi dấu ấn trong Bão Qua Làng. Khi Đàn Chim trở về, ông phát hiện mắc bệnh ung thư phổi từ tháng 5 2012 và ngay lập tức điều trị tích cực. Bệnh tình của nghệ sĩ có hiện tượng chuyển biến xấu từ năm 2015. Đến tháng 9 2016, ông phải chiến đấu với hai bệnh ung thư phổi và thực quản do ung thư di căn. Mặt quá sexy đi diễn và hành động của Công Vinh khiến Thủy Tiên càng diễn bốc lửa hơn trước ngàn khán giả. Thủy Tiên mặc sexy diễn bốc lửa trước hàng ngàn khán giả, làm náo loạn cả sân khấu. Nữ ca sĩ còn được ông xã Công Vinh hộ tống chu đáo khiến cô cảm thấy tự tin hơn. Tối qua, trong một sự kiện dành cho giới trẻ yêu thể thao, ca sĩ Thủy Tiên xuất hiện đầy cuốn hút và nóng bỏng với trang phục không thể sexy hơn nữa. Thủy Tiên chứng tỏ mình luôn ở vị trí độc quyền của hình ảnh nữ nghệ sĩ có phong cách trình diễn quyến rũ, vào loại bậc nhất của showbiz Việt. Đặc biệt hơn, tối qua Công Vinh gây bất ngờ khi xuất hiện bên cạnh Thủy Tiên, hộ tống nữ ca sĩ đi diễn. Công Vinh vẫn ân cần thể hiện sự quan tâm dành cho vợ như trước. Đã rất nhiều lần Công Vinh âm thầm phía sau ủng hộ vợ, điều này mang lại nhiều hạnh phúc và sự tự tin cho Thủy Tiên trước khi bước lên sân khấu. Là ca sĩ đình đám với hàng loạt bài hit mới trong thời gian gần đây, Thủy Tiên dành tặng hàng nghìn khán giả ở sân vận động quân khu 7 hai ca khúc mới phong cách nhạc đen cực kỳ sôi động bắt tai, đó là ca khúc Em Không Còn Buồn Đâu và Em Đã Yêu. Giọng hát này càng khỏe và lôi cuốn người nghe. Thủy Tiên đã làm nóng hẳn lên không khí sự kiện tại sân vận động và hàng nghìn khán giả đã hát theo hit của nữ nghệ sĩ quyến rũ này. Nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt, Thủy Tiên dành tặng thêm bản nhạc pop ballad Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó như một lời cảm ơn đến khán giả. Xuất hiện cùng nhiều cái tên hot trong làng giải trí, nhưng Thủy Tiên vẫn tạo ra ấn tượng riêng cho mình, không chỉ với các ca khúc hit gần như độc quyền của mình, mà chính ở hình ảnh bốc lửa. Một nữ chủ nhân quyền lực trong mái ấm hạnh phúc, cùng chồng là cầu thủ nổi tiếng Công Vinh. Dù bây giờ cả hai đã có con, nhưng sức hút cặp đôi này không hề giảm. Vì vậy, mỗi lần cái tên Thủy Tiên được nhắc đến, khán giả lại tò mò thêm. Nghệ sĩ ưu tú Duy Thanh qua đời ở tuổi 61 vì bệnh ung thư. Nghệ sĩ ưu tú Duy Thanh đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 19:35, ngày 14 tháng 4, tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội vì căn bệnh ung thư quái ác. Anh Trung, em trai của nghệ sĩ ưu tú Duy Thanh, thông báo anh trai vừa qua đời lúc 19:35 tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả khắp nơi đều vô cùng đau xót và thương tiếc trước sự ra đi của một người nghệ sĩ tài năng, tận tụy và đam mê với nghề. Nghệ sĩ Duy Thanh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều vai diễn phản diện trong các bộ phim được yêu thích như Săn Bắt Cướp, Ngọn Đèn Trong Mơ, Giáng Sĩ Bồ Đề.
đất và người khi đàn chim trở về và chạy án. Ông phát hiện bị bệnh ung thư vào giữa năm 2012 khi vừa ký hợp đồng quay phim Tam Giác Vàng, bộ phim gần nhất mà nghệ sĩ Duy Thanh tham gia là lựa chọn cuối cùng của đạo diễn Vũ Hồng Sơn. Hình ảnh nghệ sĩ khi ở trong bệnh viện điều trị, dù sức khỏe giảm sút, sụt cân nhiều, nhưng ông vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và vui vẻ.